Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Cao Hùng. Diễn viên Cao Hùng sinh năm 1945 có thể được gọi là lão hí cốt, những diễn viên cống hiến cả cuộc đời mình cho ngành diễn xuất và được nhiều người khen ngợi và tôn trọng. Cao Hùng có tên thật là Hà Diệu Thâm. Khi mới vào nghề thì ông làm người đóng thế cho diễn viên. Sau đó thì đến tận năm 1978, ông mới có cơ hội đường đường chính chính trở thành diễn viên trong các tác phẩm phim truyền hình. Cao Hùng đã từng ở TVB, Á Thị diễn qua không ít tác phẩm. Cao Hùng từng được diễn không ít những bộ phim cổ trang. Trong bộ phim thì ông từng đảm nhiệm các vai như trưởng môn, đại hiệp đều mang cho khán giả có ấn tượng sâu sắc. Ngoài cổ trang thì ông còn đóng nhiều bộ phim hiện đại. Cao Hùng diễn nhiều nhất là lão đại của xã hội đen, cũng như trong Cảnh sát cơ động PTU, ông cũng đóng vai một nhân vật phản diện. Năm 1996 thì Cao Hùng đã di dân qua Canada nhưng không từ bỏ công việc diễn xuất. Ông làm ở TVB đến năm 2007, sau đó thì hướng qua Trung Quốc để phát triển, cho nên đối với khán giả Hồng Kông mà nói thì Cao Hùng rất ít tin tức. Mới đây, ngày 1 tháng 9 thì một blogger đã thu hút được sự chú ý của nhiều người khi hé lộ một đoạn clip ngắn với nam diễn viên gạo cội Cao Hùng. Blogger này đã hé lộ người qua đường đã bắt gặp huyền thoại một thời Cao Hùng trên tàu điện ngầm. Ông gian dị và gần gũi giống hệt với những người bình thường khác và ngoại hình cũng thay đổi khá nhiều. Trong đoạn clip thì Cao Hùng mặc áo sơ mi sọc ngắn tay phối với quần jean và đôi giày thể thao đơn giản. Ông cầm theo một chiếc ba lô đen rất cũ, mái tóc lông mày và râu bạc trắng, khuôn mặt thì đầy nếp nhăn toát lên vẻ tang thương, mệt mỏi và tiều tụy. Ông hành xử cũng rất gần gũi và đứng chờ ở trên tàu và xếp hàng kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà ngôi sao võ thuật Cao Hùng lộ diện trước mọi người. Hình ảnh của ông lúc tuổi già khiến cho nhiều người tiếc nuối về thời Lâm Sung hay Tinh Võ Môn ngày xưa. Với vai diễn Lâm Sung và Hoắc Nguyên Giáp của ông đã từng được coi là những hình tượng kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ. Sau khi tuổi cao sức yếu thì Cao Hùng cũng không còn xuất hiện nhiều như trước. Trước đó, ngày 31 tháng 8 thì một đoạn clip về ngôi sao võ thuật Cao Hùng cũng đã từng được hé lộ. Dù tóc bạc trắng, khuôn mặt nhiều nếp nhăn và thay đổi ít nhiều về tuổi tác, nhưng trông ông rất khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Những vật dụng ở trong nhà của Cao Hùng khá cũ và mộc mạc, không hề giống với những ngôi sao võ thuật cùng thời khác. Cao Hùng là một trong những nam diễn viên võ thuật thành công và nổi tiếng nhất Hoa ngữ với hàng loạt các tác phẩm kinh điển bao gồm Tinh Võ Môn. Đồng thời thì ông đã từng đóng góp trong nhiều bộ phim của TVB mà nổi tiếng nhất là Lâm Sung. Cao Hùng vẫn luôn được nhiều người ngưỡng mộ vì cống hiến hết mình cho điện ảnh nhưng lại rất kín tiếng về chuyện đời tư. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.